Trong video, chúng ta sẽ khám phá về cây xương rồng khổng lồ, một loài thực vật nổi bật của sa mạc. Thân cây vàng dày của nó có khả năng chứa đến 5.000 lít nước và được biết đến với tên gọi của khổng lồ. Đây là loài cây cao nhất ở sa mạc, có thể vươn tới hơn 20 mét và sống tới 200 năm. Để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc, lá của cây đã thoái hóa thành những chiếc gai nhọn giúp cây giữ ẩm và hút nước hiệu quả. Khi mưa đến, những chiếc gai dài này sẽ chuyển nước mưa đến đế cây và sau đó nước được tích trữ trong thân vàng của cây. Cây có khả năng dẫn nở nhiều các nếp nhăn trên thân, giúp lưu trữ hàng nghìn lít nước sau mỗi cơn mưa. Khi sa mạc bước vào mùa hạn hán, cây xương rồng phải dựa vào lượng nước đã tích trữ để tồn tại qua nhiều tháng, thậm chí cả năm. Tuy nhiên, cây xương rồng khổng lồ cũng phải đối mặt với mối nguy từ một loài ký sinh tên là Cianthae parasitic. Hà giống của loài này phát tán qua phân chim, sau khi bám lên cây xương rồng, nó nhanh chóng hút nước và dinh dưỡng từ cây chủ để tồn tại. Sau khi sống bám trong một năm, cây ký sinh sẽ nở hoa rực rỡ, thu hút côn trùng và chim đến thụ phấn. Hà giống sau đó sẽ được chim phát tán đến các cây xương rồng khác và chu kỳ sinh sản của loài ký sinh lại bắt đầu. Không chỉ ký sinh, cây xương rồng khổng lồ còn thu hút một số loài chim như chim giladro đến làm tổ trong các hốc cây. Những hốc này không gây hại cho cây mà ngược lại, các loài chim và côn trùng đến hút mật hoa và thụ phấn giúp cây phát triển. Ngoài ra, có một loài cây gọi là bảo mẫu thường mọc gần cây xương rồng khổng lồ. Với bộ rễ phát triển và khả năng chịu hạn tốt, cây bảo mẫu giúp che chắn và cung cấp nước cho những cây xương rồng non, bảo vệ chúng khỏi nắng nóng và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là vào ban đêm khi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 10 độ C. Cây bảo mẫu cũng giúp cây xương rồng vượt qua thời kỳ khô hạn và lớn lên khỏe mạnh. Mối quan hệ giữa cây xương rồng khổng lồ và các sinh vật xung quanh đã phát triển qua hàng triệu năm, tạo nên một hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau trong môi trường sa mạc khắc nghiệt này. Nếu sự cân bằng này bị phá vỡ, chúng sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Cảm ơn bạn đã theo dõi hành trình khám phá này.